Chào các bạn, trong thế kỷ 20 này, chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong ngành chế tạo đồng hồ với sự ra đời của công nghệ thạch anh. Không giống như đồng hồ cơ học dựa vào hệ thống lò xo và bánh răng phức tạp, đồng hồ thạch anh sử dụng bộ dao động điện tử chạy bằng pin để tính thời gian. Sự đổi mới này mang lại độ chính xác, độ bền và giá cả phải chăng, khiến đồng hồ thạch anh trở thành sự lựa chọn phổ biến cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Với chuyên môn sâu sắc trong chế tạo đồng hồ, Seazon đã sử dụng công nghệ thạch anh bắt đầu từ năm 1973. Các kỹ sư và nhà thiết kế của thương hiệu đã làm việc không biết mệt mỏi để phát triển đồng hồ thạch anh, không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn vượt quá mong đợi của khách hàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review một mẫu đồng hồ thạch anh thông dụng của Seazon có mã quốc tế là BI5120-51Z. Được chế tác tại Nhật Bản, đồng hồ Seazon BI5120-51Z dành cho nam có thiết kế khá đơn giản, là chiếc đồng hồ bổ sung cho trang phục công sở tiêu chuẩn của bạn mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Nó cũng có thể là một chiếc đồng hồ tuyệt vời để đi du lịch và đeo trong cuộc sống thường ngày. Một chiếc đồng hồ mà bạn sẽ không phải lo lắng về mọi vết xước và va chạm nhỏ. Vậy, chiếc đồng hồ đeo tay giản dị này có phù hợp với bạn không? Được thiết kế với vỏ làm bằng thép không gỉ 36L màu bạc, kích thước là 40mm, độ dày chỉ 7mm. Đây là một mẫu đường kính size quốc dân và khá mỏng. Những bạn có chu vi cổ tay từ 16cm trở lên đeo sẽ vừa đẹp. Seazon BI5120-51Z có khả năng chống nước ở độ sâu 50m, đủ an toàn cho một chiếc đồng hồ Redwatch như thế này. Bạn có thể thoải mái rửa tay đi mưa. Màu hồng không phải là một màu nữ tính và chỉ dành riêng cho phái nữ. Với các sắc độ khác nhau của màu hồng, nam giới cũng trông thật hoàn hảo khi đeo một chiếc đồng hồ có mặt số hồng tím như Seazon BI5120-51Z. Màu hồng có thể kết hợp với nhiều màu sắc và phong cách khác nhau, giúp bạn tạo ra những bộ trang phục độc đáo và ấn tượng. Mặt số màu hồng tím nhạt của nó lấp lánh dưới ánh sáng nhờ thiết kế sunburst thường gặp trên đồng hồ đeo tay. Thiết kế này tạo chiều sâu cho mặt số nhờ phần nối giữa vành bezel và mặt số vát theo đường tròn. Trông đơn giản nhưng cũng thật sang trọng với kim nhọn và các cọc số dạng thanh thẳng màu bạc cùng với tông màu của đồng hồ. Cửa sổ ngày đặt ở vị trí 6 giờ, nhỏ gọn, trông cân đối so với toàn bộ mặt số. Chiếc đồng hồ quắc này sử dụng bộ máy thạch anh Nhật Bản Calibre G112C0Z với sai số trung bình chỉ khoảng cộng trừ 20 giây mỗi tháng. Bộ máy thạch anh cho phép đồng hồ mỏng hơn đáng kể và giảm số lần điều chỉnh cần thiết để giữ đồng hồ luôn đúng giờ. Vâng, đó là những gì tổng quát nhất về mẫu đồng hồ này. Với mức giá mà Seazon đưa ra, mình nghĩ nó có thể tiếp cận được với rất nhiều khách hàng. Bạn có thể thêm Seazon BI5120-51Z vào bộ sưu tập của mình khi mong muốn sở hữu một chiếc đồng hồ đơn giản, có điểm nhấn và nó sẽ hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.